bên kia tại chỗ anh là bạn chứng lại tiếp tục bạn chứng bữa nay là đẹp ba bữa là đạp đẹp đạp với cô đẹp ấy chào mình đẹp ơi chào bạn con thép chào hai người đang xem nha nhà em lại hành trình tiếp tục bạn chứng nha mọi người bạn chứng thịt đầu sáng nha chào chị Hồng Dũng nha chào Long Cỏ nha bạn chứng nha mọi người lại thịt mỡ dưa hành nha bạn chứng sáng nha ai ăn thì inbox cho em nhé đây là bàn tay của Huyền Lê đấy ạ à. Bàn tay vàng á bàn tay vàng trong làng gọi bánh ấy bàn tay vàng trong làng gọi bánh bạn chứng nhé mọi người hai anh bạn chứng đi mua cho em nhá chiều nay 2:00-3:00 là em xịp bánh nha giờ đun xong một lát nữa nấu là chiều là có nha mọi người bạn chứng ai ăn bánh trứng thì inbox cho em Huyền Lê nhá. Bánh trứng ngon lắm nhá. Chào 10 người đang xem bài nhá. Mình tiếp ba cái nhá Hoàng Hiếm. Ok nhá, ok Hoàng Hiếm nhá. Ai ăn bánh là inbox cho em buổi chiều là em xịt nhá. Bên em là tiết mục bánh trứng là ngày nào cũng có nha mọi người, giờ cho đến Tết nhá. Bàn tay vàng trong làng gọi bánh này, mọi người nhìn thấy đè ngon không? Bàn tay điêu luyện nha mọi người ngày nào cũng gọi bánh này như thành điêu luyện đấy nhá ai ăn bánh thì inbox cho em nhá ai ăn rồi thì biết đồ ngon của bánh trứng nhà em nhá bánh trứng nhân là thịt qua đầu sánh nhá, dứa hành nhá, các loài nhá. Rất ngon nha mọi người. Sáng nào cũng một nồi bánh nhá, buổi chiều là em xịp nhá. Sáng nào cũng một nồi bánh đã đâu. Sáng nào cũng một nồi bánh nhá, đến khoảng 3 giờ chiều là em xịp nhá. Ai ăn là inbox cho em buổi đó là em xịp nhá. Có cần chỉ mua bấm người nút là có dẫn cần chỉ nữa bấm nút cái là có ăn liền thì chỉ cần ngồi bấm nút là có ăn thì chỉ cần một ngọn đấy một ngọn những mấy năm ngọn đấy như là các ông chứ các ông các ba rồi ngồi là chỉ ba nữa vừa qua này ông giáng ngay ní là bốn cái shipper đưa đến bốn cái đây này bốn bưu phẩm đây này có tiền ở đây là cứ có điện thoại là cứ muốn
mình nữ học kia này ba nhúng này là ông giá ngay là bốn cây bưu phẩm đến đây. Chào anh Tấm Phán nha. Có ăn bánh không để em gửi bố cho anh Tấm ơi. Nha, ngắm nghề nhấn của nhà anh này nha, chủ nhà anh này nha. Bánh trứng nha mọi người. Làm cho chủ bài thở Tấm Phán ơi. Tấm Phán hãy làm thở làm. Chủ đang phải làm cho chủ bài thở với bánh trứng với Tấm Phán này, tặng chủ bài thở với bánh trứng với. Chào 12 người đang xem nha. Ai đang xem thì chậm bài ủng hộ cho em với nha. Ai ăn bánh thì inbox cho Nguyễn Lê nha. Bánh trứng mọi người ơi. Cảm ơn Tình Công Lý nhá. Không phải Tình, tự là Tình. Tình Công Lý đây gửi đang ăn. Hello Sơn Lịch nha. Bữa nay không đi mô, làm chị đang mà thông thả nha, gọi điện thoại nữa. Bánh trứng nha mọi người. Ai ăn bánh trứng thì inbox cho Nguyễn Lê nhá. Cứ bỏ cái bát nhấn ra đây, đoàn đi lên. Đến. Thịt lợn bá chỉ nha mọi người. Thịt bá chỉ này, hành này, tiêu này, hành đỏ, hành tá nhá, nhiều loại hành nhá, rất thơm ngon nhá mọi người. Ai đã ăn bánh nhà em rồi thì biết đồ ngon nhá, thơm ngon bổ rẻ nhá. Một loại là 20.000, một loại là 30.000 nhé. Bánh ngon lắm nhá mọi người. Mùa này mà ăn bánh trứng thì cực kỳ ngon, rất là hợp thời tiết nhá. Nhất là ai đang muốn tăng cân thì siêng ăn đi nhá. Ai muốn giảm ăn nhiều nó cũng giảm cân nhá. Chị Thủy ơi, bánh trứng ăn nhiều giảm cân đó chị Thủy ạ. Ai gầy thì tăng mà ai béo thì giảm. Đó. Bánh trứng thì là ăn vào là nó điều hòa lắm nha mọi người. Ai mà gây là nó tăng cân mà ai mập là nó giảm cân đấy. Em đã tác dụng. Bánh trứng đã tác dụng. Ở nhiều ngày hoàn với mất uống toàn đâu nữa đây. Uống toàn đâu nữa, bánh trứng châm mất đi. Bánh trứng nha mọi người, ngon lắm nhá. Nhìn bàn tay là biết khéo chưa nha mọi người, bàn tay rất là đẹp này. Cảm ơn Công Lý nhá. Đó, nhìn mọi người nhìn thấy điêu luyện chứ nè. Ngày nào cũng bánh trứng cho nên là tay rất dẻo rồi nhá. Đó, mọi người nhìn thấy đẹp chứ nè. Chào 15 người đang xem bài nhá. Ai ăn bánh thì cứ inbox cho Nguyễn Lê nhá. Ai ăn bánh thì cứ inbox cho Nguyễn Lê hoặc là Hoàng Quyến nhá. Đó, rất chỉ là đẹp nhá. Mình đi đẹp rồi. Không nghiêng đấy nói chứ mà khéo được gọi được con gan là đẹp rồi. Bánh trứng nhân thịt trâu xanh nha mọi người, rất ngon ạ. Nói chung không còn việc gì khó. Chị sợ không có tiền đấy. Chị sợ là không chịu học hành. Học hành vẫn được hết. Bánh trứng nha. Ồ, uống đau lưng đấy. Hôm nay mấy là bá bộ cảm tình để nó nhỏ. Bá mấy. Được đây, vừa mới có chi nha, thở nha con lên luôn mấy ngủ. Ái? Thở. Thở về à? Thở về. Hình là có đung được không? Được. Chưa mua. La chủ đây làm đung được về, đây là chủ đây làm đung được.
Chứ mô của ai đúng, với mấy chỗ đó. Đúng vỡ tâm ngồi đấy ba đấy này. Cái ngồi đúng hết rồi là không ổn được. Không ổn được. Bạn chứng nha mọi người, bạn chứng nhân đầu sánh thịt ba chỉ nhá. Giữa hành và hành và các gia vị rất ngon nhá. Bánh trứng cổ truyền nhé mọi người. Ai ăn thì inbox cho Nguyễn Lê nhá. Nguyễn Lê Hoa Phan Quyến nhá. Rồi chứ ông khởi sáng rồi ông vừa ngồi ông nói. Này đó là khi mà nhưng mà kể cả khi mà thịt lớn ông nghiêm túc thề. Vừa đấy có là dần thôi, ông kia nhủ em rằng là cho bạc hãy chỗ ông ngoài ngoài đá về rồi kiểu phải liệu liệu nhưng mà vừa bố cũng vừa đấy bố đấy cứ ngồi cứ nói nè đây là ôi em đang lái đi nè đây là ông nó nói bày nói tốt rộng rồi nè đây ông kia này tôi im lặng để cho các cháu ăn việc làm ăn rồi đó chỗ mà thôi ngồi mà thôi rồi cho về. Bạn chứng nha mọi người. Bạn chứng ngon lắm nha mọi người. Nhân nhiều họ mình thích ăn. Nhiều ai họ thì thích nhân nhiều thì. Tại đó họ thích nhân nhiều. Đấy có là do nhân nhiều. Mà cái gia vị đóng nhân rồi nè. Mình làm gia vị đóng đâu nè. Bánh trứng nha mọi người. Bằng bát cháo kế 16. Mà lại ăn được 32. Ba ngày muốn đi nó đủ mất ba ngày. Còn thịt ăn thì được rồi, còn thịt tỷ bốn nữa nữa. 20.000 mà hai ngày ăn một nữa là hai ngày ăn mất sáng. Sáng dây hai đứa con đi học một cái là bữa đẹp. Thoải mái được ăn được cái cũng bao nhiêu. Một bốn đứa ăn nữa bao nhiêu là bốn ba người được mười mấy là mười bốn rồi. Đi học là mười là mười có. Cũng ăn được mười mười sáu người đâu ăn được rõ cũng mất. Hoặc là cũng thử thôi. Rẻ cháo kế nhiều. Có là chất nhiều. Bạn chứng nha mọi người. Sạch sẽ đây đây nữa nhé. Con mệt lắm ngồi đó ngồi gọt. Mà cái bánh trứng này là hẳn được cái sạch sẽ. Người nào người thải ra ngăn liệt thì họ dẻo dãi họ được. Bạn chứng nha mọi người. Quan trọng là cái là ngoài được. Thú Trần Thị ơi, chị ở Xuân Tây nha, ở Hương Sơn Hà Tĩnh nha, Xuân Tây Hương Sơn Hà Tĩnh nha, ở Kim Thành nha. Bạn chứng ngon lắm nha mọi người, em ở Mô. Ở trong khu vực Xuân Tây với thị trấn là chị Xịp nha. Cá tròn la tỏ lưỡi la nhỏ để mưa lìa. Cá tròn la tỏ đấy nữa. Bến la tỏ, bến la nhỏ đấy. La tỏ để đăng quay. Là ai ăn bánh trứng thì bục cho Nguyễn Lê hoặc là Hoàng Quyến nhá. Nhà em sẽ ship tận nhà nhá. Ủ xính nữa nhá. Nói chung in bục cho ai anh được. mấy gia gắn thẻ đấy. Gắn thẻ ủ xính đấy. Hai ăn bệnh thì in book cho nhà em nhá. Bữa phải biết dốc hoặc là từ những người tin ở lấy thằng có cái điểm dâm. Chị ở Sơn Tây nhá, Kim Thanh Sơn Tây nhá. Hai ăn là em ship tận nhà nhá mọi người. Ngày nào nha em cũng có bánh trứng nóng nhá. Chiều 2 giờ là 3 giờ là em có ship nhá. Giờ đun xong là nấu đến 3 giờ chiều là ship nhá mọi người. Ai ăn thì cứ inbox cho em nhá. Thôi nhưng mà trên cái nhảy nhảy thôi. Nhảy nhảy đi. Nhảy nhảy đi ở đây. Câu với bà hai anh em câu ra cả nhảy cả khóc như cái thằng nữa đó. Dừng lại chửi con này cái đá. Nó khóc khóc nữa là
khóc khóc rồi là chỗ nhà ai vô chửi là phải dừng lại chửi con này cái đó. Mà cha nhà mày rồi là chị là mình một tủ rồi đó. Đấy. Rồi là chị chia sẻ chị tặng quần lót. Như là chia sẻ em tặng bánh. Cực giỏi đó. Thì có cần quảng cáo mà cứ hàng nghìn người xem á, nhiều nhà tài trợ. Cười được, nói được, hát được, nhảy được. Cái thằng này khóc. Khóc chửi. Khóc cái khóc xong nó chửi xong cứ cười. Chửi mà là chửi được, chửi hồi lâu đâu lên. Họ mình hê được. Hai được. Em có ăn gì vậy chị đâu có gì để chửi em. Hello, Võ Nhất Minh nha. Mời Võ Nhất Minh xuống uống nước đây. Đặt nó. Lại đặt nó. Lại bánh trứng nha mọi người, hành trình nhà em là lại bánh trứng nhé. USB kết nối giữa điện thoại với là dàn máy Ankara. Tức là loa này đó em cắm điện thoại ra ngoài cưới mình kết nối thật. Cắm với là đây. Bánh trứng nha mọi người. Ủa giấy AV là được. Đồ cần ở dưới dí nó kẹo luôn. Cái gian thì đủ dễ lắm. Mời anh Võ Nhất Minh xuống uống nước ngon nhá. Cái gian lá mày rồi lắm. Ní đau cười mình bỏ đến thân khẩu để ngồi dưới là cũng bánh cái rạp nữa là ngồi vị trí mua tâm mình. Bánh trứng ngon lắm nha mọi người. Ai ăn thì inbox cho Nguyễn Lê nhá. Không cần giấy nè. Hello Đăng Khoa nha. Bàn tay nghề nhân đây đây Đăng Khoa nha. Bàn tay vàng Đông Lan gọi bạn này đây nha. Cha hai con hai đây nha. Ngang sừng ngang tay rồi. Con bên đây ngang cỡ rồi. Ngang cỡ với cha rồi. Cha hai con hai nha, băng nhau nha. Đúng rồi. Đúng ai ăn bánh thì inbox cho nhà em nhá. Mọi người mua bánh. Mọi người mua bánh giúp em để em kiếm cái bánh ăn trưa. Bạn em là người lái chim thuế nhá. Bạn được 10 bánh là em được 1 bánh ăn trưa nhá. Ai ăn là chiều 3 giờ là em ship nhá. Đến nhiều thôi, đủ rồi. 3 giờ chiều là ngủ dậy, buổi chiều dậy là em ship bánh nha mọi người. Một loại 20 ngàn, một loại 30 ngàn nhá. Không đủ. Ai ăn bánh thì inbox cho em nhá. Đúng nhiều ngày là ngày tối, ngày nhiều. Ngày chắc. Mọi người ai ăn bánh thì inbox cho em nhé. Bánh trứng nhà em ai ăn thì biết đồ ngon đấy nha. Bánh trứng truyền thống nhé. Bánh trứng này là nhà em ngày nào cũng một nồi bánh 10kg nếp nhé mọi người. Ai ăn thì cứ inbox nhá. Một ngày là cứ 10kg nhé. Cứ 10kg một nồi bánh trứng nhá mọi người. Đẹp đấy nè. Bữa nay đúng đẹp phải mà bữa nay lá to hơn bữa quá bữa trước phải. Đi. Bánh trứng nhà em ngon lắm nha mọi người, nhân thịt, nhân đầu này, nhân hành các thứ nhá, gia vị vừa đủ nhá. Ai ăn thì inbox cho Nguyễn Lê nhá. Đó, gói bánh rất là khéo tay này. Vì đấy mình học chứ. Tay em vừa trắng lại tròn này. Để cho anh gói gói mò. Về đấy mình học. Về đấy mình học nghe. Đào tạo cấp tốc hả? Nửa tháng đào tạo rồi thì dư phải đúng được rồi đó. Ngon rồi. Đẹp rồi đó. Bữa nay ôm đúng mới đúng, đúng cả nổng nữa. Hết ôm ra. Không có nổng, nó mò rồi. Chả bị loài. Lấy cái nổng, nó mò lên tủi.
Bánh trứng bánh tay nha mọi người. Ai ăn bánh trứng thì em đun bánh trứng, mai ăn bánh tay thì bánh tay nhá. 10 kg. Gió bột. Bỏ cái nhiêu. Phải nhiêu thôi. Đến kia nữa. Có mạnh có đóng nữa nướng, bán có sáng ba quên mua mạnh nữa. Em mua thêm cho đủ chứ. Giờ giờ là mua thêm cho đủ. Đồ có lén thì ổ lỡ từng đi nếp thì đồ lén thì ổ mua ít mạnh nữa. Từng lén mua một lần mua nhiều nhiều về. Mua đi em mua nhiều rồi. À. À rồi. Bánh trứng nha mọi người. Đấy là bánh đà gỏi này. Cực đẹp luôn này. Đó. Này, bánh trứng này. Bánh trứng cực kỳ này, đẹp nha mọi người. Mọi người một nhiệm vụ. Bên em là chuyên bánh trứng nha mọi người. Ngày nào cũng có 10kg bánh trứng ra lò nhá. Ai ăn thì inbox cho em nhá. Chào mọi người nhá, em phải đi mua thêm thịt để về bỏ nhấn cho đủ hết. Đang thiếu thịt nhá. Hôm nay bỏ nhiều nhân thịt cho nên hơi... Ai ăn thì cứ inbox cho em nhá. 3 giờ chiều là em ship nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha.